Kính mời các bạn xem bản tin bắt nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản thách thức nhân dân. Vâng, trong ngày hôm qua, các bạn đã chứng kiến hình ảnh đó là việc nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã bị bắt giữ và điều này đã đem đến một câu hỏi, vậy Đảng Cộng sản Việt Nam có tôn trọng hiến pháp hay không khi họ ngang nhiên trà đạp vào quyền tự do báo chí, tự do biểu đạt của hàng triệu người dân trong nước. Và tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tự do báo chí và tự do ngôn luận được ghi vào hiến pháp từ rất lâu. Nhưng khi các nhà báo độc lập hay blogger hay người dân nước này lên tiếng và viết lên chính kiến của mình thì lại bị nhà cầm quyền tại Hà Nội mà đứng đầu là Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đàn áp một cách không thương tiếc. Và đây là hình ảnh những thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ. Ngày hôm nay cũng đã được một số trang báo trong nước đăng tải. Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục vi phạm tự do báo chí bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng. Thông tin từ trang điện tử của Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 11 năm 2019 đã cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giữ bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Chí Dũng, 53 tuổi, quê quán tỉnh Đồng Tháp, thường trú tại th... quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh với tội danh rất mơ hồ là làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự vào năm 2015, có sửa đổi và bổ sung vào năm 2017. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên trang của Bộ Công an Việt Nam và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải những nội dung đã được rất nhiều người ngày hôm nay chia sẻ trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế đang lan tỏa những thông tin mà nhà cầm quyền Việt Nam đang đàn áp tiếng nói tự do ngôn luận ở trong nước như thế nào. Và cũng chỉ vì lý do uh, trong nước tại Việt Nam với trên 800 cơ quan báo đài của nhà nước thì chỉ phục vụ và làm theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản mà thôi và người đứng đầu là Ban Tuyên giáo Trung ương. Thì nên các nhà báo uh, độc lập và các blogger cũng như những người dân ở đây họ phải viết bài, đăng lên trang mạng xã hội hoặc gửi đưa lên đăng truyền thông quốc tế. Và điều này đã khiến cho nhà cầm quyền ngày càng tức tối và khó chịu bởi vì truyền thông trong nước đã bị lép vế hoàn toàn trước mạng xã hội và trước thông tin của hàng triệu người dân tự đăng tải. Và đây là một bài báo tương tự như vậy vào hôm 16 tháng 11 năm 2019 của tác giả Phạm Trí Dũng đã được đăng trên đài phát thanh và truyền hình uh, tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Được biết ông Phạm Chí Dũng cũng là một nhà báo chủ tịch Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam hội viên hội nhà văn thành phố hồ chí minh và cựu đảng viên đảng cộng sản và cán bộ ban an ninh nội chính thành ủy thành phố hồ chí minh ông có học vị tiến sĩ về kinh tế các bài viết của ông phạm trí dũng thường xuyên được tiếp đăng trên các đài phát thanh tiếng nói hoa kỳ và rất nhiều những trang truyền thông tiếng việt tại nước ngoài những bài viết của ông miêu tả thực tế hiện tình đất nước việt nam được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đón xem và bình luận cũng như bạn bè quốc tế đã tham khảo từ những bài viết của ông rất nhiều và các phân tích của các nhà báo, blogger độc lập thường rất thẳng thắn, vạch ra những mưu đồ đen tối mà Đảng Cộng sản Việt Nam che đậy phía sau bộ mặt đánh bóng của mình khi họ tiếp xúc với quốc tế. Vì sao EU vội vã, dễ dãi ký Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và IPA đối với Việt Nam? Đây là hình ảnh cao ủy thương mại châu Âu và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh cùng các quan chức hai nước Tại lễ ký kết hôm ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội về hiệp định này. Cho đến nay nhiều người vẫn không hiểu vì sao nguyên do đặc biệt nào mà một số quan chức của châu Âu lại tỏ ra vô vập hiệp định thương mại tự do liên châu Âu uh, giữa châu Âu và Việt Nam viết tắt là EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư viết tắt là IPA luôn tìm mọi cách thúc đẩy để hai bên hiệp định này được ký kết và phê chuẩn sớm nhưng lại không hề quan tâm đến khía cạnh cân bằng nghiêm trọng trong cán cân thương mại giữa EU là châu Âu và Việt Nam và đặc biệt là không quan tâm đến cải thiện nhân quyền là nội dung nằm trong hai hiệp định này thì điều này đang đặt câu hỏi rất lớn cho nhiều người trong và ngoài nước cũng như các truyền thông quốc tế tiếp tục đăng tải. Và các thủ đoạn đàn áp dân chủ, tự do, nhân quyền tại Việt Nam đã được nhà cầm quyền nước này che giấu đi để đạt được mục đích kinh tế trong ngắn hạn khi họ gặp các quan chức của châu Âu. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Atmaye ký tuyên bố chung giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức vào tháng 3 năm 2019 vừa qua tại Hà Nội. Những dấu hỏi lớn khác với cách đánh giá của chính quyền Việt Nam và một số quan chức châu Âu cho rằng có hiệp định thương mại tự do sẽ làm gia tăng đáng kể lợi ích kinh tế cho châu Âu. Thực tế đã chứng minh ngược lại trong quan hệ thương mại song phương và đa phương giữa châu Âu và Việt Nam trong nhiều năm qua hầu như năm nào châu Âu cũng phải nhập siêu từ Việt Nam đến 20 đến 25 tỷ đô la và giá trị nhập siêu này ngày càng tăng theo thời gian. Nếu xét trên phương tiện lợi thế so sánh về kinh tế, rõ ràng giá trị nhập siêu quá lớn này cho thấy châu Âu không phải là đối tác được hưởng lợi về kinh tế đáng kể, mà ngược lại châu Âu phải thiệt thòi đáng kể trong giao thương với Việt Nam. Có chăng chỉ là một nhóm nhỏ trong các doanh nghiệp của châu Âu làm ăn với Việt Nam được hưởng lợi và hưởng lợi một cách rất đặc biệt. Đây là chia sẻ của ông Phạm Trí Dũng trong bài viết gần đây nhất trước khi ông bị bắt. Và có nhiều câu hỏi về nhân quyền tại Việt Nam được đặt ra và cả hai phía Việt Nam và châu Âu cần phải trả lời câu hỏi này trong thời gian tới. Đây là hình ảnh của người đứng đầu phái đoàn châu Âu tại Việt Nam, ông Bruno Aklet vừa hết nhiệm kỳ vào năm 2019 tại Việt Nam. Một dấu hỏi lớn được đặt ra phải chăng nhiều dư luận từ trước đến nay là cơ sở đáng tin cậy để đề cập một số doanh nghiệp thuộc châu Âu đã thông qua một số quan chức châu Âu và người đứng đầu của phái đoàn châu Âu tại Việt Nam, ông Bruno Aplet để vận động Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu, Hội đồng châu Âu và Quốc hội châu Âu cho ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do. Mặc nhưng bỏ mặc tình trạng vi phạm nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng của chính quyền Việt Nam. Và phải chăng luận điểm của một số quan chức châu Âu cho rằng nếu không có hiệp định thương mại tự do sẽ thiệt thòi lớn cho doanh nghiệp châu Âu chỉ nên hiểu là về thực chất, đó chỉ là sự thiệt thòi của một nhóm nhỏ chứ không phải là tất cả các doanh nghiệp thuộc châu Âu. Và cũng có lẽ vì chưa hiểu rõ về tình trạng nhân quyền và quyền con người vì Việt Nam bị Đảng Cộng sản chèn ép dữ dội nên ngay cả các chính sách của châu Âu đối với Việt Nam dường như cũng chưa đúng đắn và chưa sát thực với tình hình thực tế. Và đây là hình ảnh các tù nhân lương tâm đang bị nhà cầm quyền Việt Nam đe dọa, giam giữ chỉ vì họ thể hiện chính kiến ôn hòa do tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Hà Nội trả lại tự do ngay lập tức cho họ. Và để gần lại chúng ta thấy đây là những khuôn mặt rất trẻ, rất trí thức và đã bị giam giữ vì họ nói lên chính kiến của mình. Châu Âu bị Việt Nam coi thường và qua mặt. Dù chưa phải chưa rõ phái đoàn châu Âu tại Việt Nam đã từng tham mưu cho châu Âu ra sao về hiệp định thương mại tự do và tình hình nhân quyền tại Việt Nam nhưng không ít người cho rằng vào thời điểm ông Bruno Applet làm trưởng phái đoàn châu Âu tại Việt Nam, cơ quan này có lẽ là một trong những cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài hoạt động mờ nhạt nhất về nhân quyền tại Việt Nam. Hầu như không có động tác nào đến chính quyền Việt Nam về cải thiện nhân quyền, còn cá nhân ông Bruno là tâm điểm của nhiều dư luận. Về việc ông ta quá gần gũi với giới quan chức trong chính quyền Việt Nam, thường nói tốt cho chính quyền này trong khi né tránh các vụ đàn áp nhân quyền. Tình trạng trên hẳn là một trong những nguyên nhân Chính yếu dẫn đến hệ lụy là 8 cuộc đối thoại nhân quyền châu Âu Việt Nam trong những năm qua đã hầu như không có tác dụng gì. Có thể cho rằng đến 95% những khuyến nghị của châu Âu về cải thiện nhân quyền đã bị chính quyền Việt Nam bỏ qua. Sau khi hứa hẹn ngọt lịm, một vài nội dung mà chính quyền Việt Nam thực hiện về nhân quyền chỉ là giới hạn, giới tính, một số vấn đề vô thưởng vô phạt mà không làm ảnh hưởng tới chân đứng chính trị của chế độ độc tảng và độc tài Việt Nam và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy tổ chức ân uh, xá quốc tế đã chia sẻ và khuyến cáo châu âu nên có những hành động rõ ràng hơn đối với nhân quyền tại việt nam và nhà cầm quyền tại hà nội thì vẫn hay dùng chính sách là thả người nọ để bắt tiếp người kia để bù vào và đem chính công dân của mình ra mặc cả với thế giới có một vài hoạt động mà có thể mang dấu ấn của châu âu như vận động chính quyền việt nam trả lại tự do cho hai tù nhân lương tâm là luật sư Nguyễn Văn Đài và blogger Nguyễn Thị uh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào năm 2018. Xong chính quyền Việt Nam lại bắt bù, tức là thả một người thì bắt lại và xử án tù từ 10 đến 20 người bất đồng chính kiến khác. Chỉ riêng từ đầu năm 2019 khi chính thức áp dụng luật an ninh mạng cho tới nay chính quyền Việt Nam đã tống giam đến 18 người bất đồng chính kiến chỉ vì họ phải đối phản đối những chính sách bất công của nhà cầm quyền và nạn tham nhũng của quan chức địa phương. Về thủ đoạn bắt bù như thế, chính ông Tom Malinsky, trợ lý ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về dân chủ, lao động và nhân quyền và là trưởng đoàn đối thoại nhân quyền Việt Nam và Mỹ vào năm 2015 là người đã nắm rất rõ và đã từng phải phản ứng ra mặt đối với thủ đoạn này của Việt Nam. Thì có nghĩa là theo như thông tin được biết thì Việt Nam thường là trước sức ép quốc tế thì họ có thể thả một người. Thế nhưng mà sau đó họ lại bắt bù những người khác vào để thế chân cho những người đó để lần sau tiếp tục dùng công dân đó của mình mặc cả với quốc tế về những chính sách và quốc tế cần phải ưu đãi cho Việt Nam nếu muốn Việt Nam thả công dân ra khỏi nhà tù. Điều này là hết sức dã man đối với nhà cầm quyền tại Hà Nội và đặc biệt là Đảng Cộng sản và người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và các tổ chức dân sự trên thế giới đang kêu gọi châu Âu hoãn phê chuẩn hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và châu Âu để yêu cầu phía Việt Nam phải cải thiện nhân quyền trước khi hiệp định này được thông qua. Đây là hình ảnh bà Heidi Hautala, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu ở phía trái vừa có chuyến thăm tại Việt Nam. Cũng có những thông tin từ trong nội bộ đảng cầm quyền ở Việt Nam về việc chính quyền này rất coi thường bản lĩnh của châu Âu trong các hoạt động đối ngoại hàng năm uh, châu Âu và Việt Nam về nhân quyền. Rất thường là chính quyền Việt Nam chỉ cử một quan chức bậc trung tức là cấp vụ trưởng và hoàn toàn không có thẩm quyền quyết định để gặp phía phái đoàn châu Âu. Quan chức này đưa ra những hứa hẹn ngọt ngào mà có thể làm cho các thành viên phái đoàn châu Âu hài lòng, nhưng sau đó Việt Nam không thực hiện hoặc chỉ thực hiện rất ít những khuyến nghị về nhân quyền của phái đoàn châu Âu. Còn những cách cơ xử đối với bất đồng chính kiến trong nước, rõ ràng chính quyền Việt Nam đã làm ngược lại những khuyến cạn nghị của châu Âu đã đưa ra trước đó. Và càng tới gần đại hội đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì người dân Việt Nam càng bị đàn áp nhiều hơn vì Đảng Cộng sản chỉ lo cho sinh mệnh chính trị của họ hơn là tự do báo chí, tự do biểu đạt của trên 90 triệu người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh công an bắt giam chị Huệ Như, một phụ nữ đã đấu tranh chống bốt bẩn và là người mẹ đơn thân nuôi có hai con nhỏ vào hôm 16 tháng 10 năm 2019 tại Thái Bình, Việt Nam. Gần đây nhà cầm quyền Việt Nam tăng cường đàn áp các tiếng nói phản biện trên mạng xã hội và các trang truyền thông tự do. Việc bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cũng nằm trong lộ trình khủng bố truyền thông tự do với kế hoạch của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm dần bịt miệng các nhà báo, blogger độc lập và hàng triệu người dân Việt Nam đang sống trong nước. Vụ việc bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng chắc chắn sẽ gây ra bất lợi rất lớn cho chính quyền Việt Nam khi đất nước này ngày càng hội nhập hơn với thế giới. Và chắc chắn rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ chịu những phản ứng rất rõ ràng từ quốc tế với vụ việc mới nhất này. Và bên cạnh đó nhà cầm quyền Việt Nam cũng lại liên tục trong nhiều năm qua đã thực thi chính sách phản dân chủ. Số lượng người Việt Nam bị đàn áp bắt giữ ngày càng nhiều chỉ vì họ nói lên tiếng nói phản biện và ôn hòa và điều đó đã được quốc tế ghi nhận và công bố trên toàn thế giới. Được biết trước đó vào năm 2, tháng 4 năm 2014, tổ chức phóng phóng viên không biên giới viết tắt là ESF có trụ sở tại Paris Nhân ngày tự do báo chí thế giới, ngày 3 tháng 5, lần đầu tiên đã công bố danh sách 100 anh hùng thông tin trong năm 2014, gồm các nhà báo và blogger ở 65 quốc gia trên thế giới. Trong số 3 người Việt Nam được vinh danh có nhà báo tự do Phạm Trí Dũng, người vừa bị uh, chính quyền Việt Nam bắt giữ. Hiện nay, Tổ chức Phóng viên Công an Giới đã xếp hạng báo chí tự do của Việt Nam ở mức tệ nhất, gần chạm đáy với số thứ tự là 176 trên 180 nước được khảo sát vào trong năm 2019. Và nếu để gần lại các bạn sẽ thấy đường link cũng như là thấy hình ảnh của đánh giá của tổ chức phóng viên không biên giới về cái tự do báo chí của Việt Nam gọi là đội sổ. Và điều này ngày càng tồi tệ và với việc bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng thì chắc chắn rằng trong thời gian tới Việt Nam sẽ càng tụt bậc nữa và chúng ta sẽ chứng kiến điều đó. Và cùng với việc bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, đây là là một bằng chứng rõ ràng nhất về sự trà đạp lên hiến pháp nhà nước Việt Nam của Đảng Cộng sản mà người đứng đầu chịu trách nhiệm cuối cùng là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua hành động nhà cầm quyền Việt Nam đã thực hiện hành động cưỡng bức truyền thông tự do này thì trên 90 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng như công luận quốc tế sẽ nhìn nhận lãnh đạo Việt Nam như những nhóm người vô pháp luật và giờ đây họ đã trở thành kẻ thù của nhân dân.